các bạn cầu thủ nam chúng ta có thể nhường lại sân. Mời hai đội trưởng chúng ta tiến về phía này để chúng ta giành quyền ném trước hay ném sau. Xin mời tất cả phía bên này các bạn hãy chuẩn bị tự vệ nhé. Nào, các bạn ơi, hãy dành một tràng pháo tay cho mini game của chúng ta nào. Qua lại xa người ném đầu tiên. Và tôi tin chắc là bạn ấy cũng ném bằng tay trái. 1, 2, 3. Như vậy là phóng là hơi bị chán chứng một tí. Xin mời các bạn của trường biết trường bộ. Ai sẽ là người bạn được giao nhiệm vụ nếu quả đầu tiên đang mải xin chữ ký. Tuyệt vời. Tuyệt vời, xin mời bạn. Xin mời bạn. Và Duy Mạnh vừa mới gửi lời chúc đến đối thủ của mình ném trượt nhé. Vì tinh thần thể thao là luôn cao thượng. Xong chưa? 3, 2, 1. Đến từ trường Nguyễn Trường Bộ. Xin là có áp lực không? Có áp lực đúng không? 3, 2, 1. Hay cổ vũ thật lớn cho các bạn của mình thế nào. Tiếp tục, hiện nay sau 2 lượt tỷ số đang là 1-0. Và bây giờ là người chơi bóng bằng tay chuyên nghiệp ở đội Hà Nội, anh Phí Minh Long. 3, 2, 1. Như vậy là khó ăn loạt nguyên nhà vô địch. Có cảm thấy áp lực không thưa nhà vô địch? Tỷ số bây giờ sau được ném vừa rồi vẫn là 2-1. Bây giờ sẽ là 10 tiếng đồng. Các bạn hãy cố gắng tạo ra những âm thanh để làm cho mùi tiếng chúc chúng ta ném trượt nhá. 3, 2, 1. Chuyện rồi. Bây giờ là thế bình thường là bạn thi đấu bạn có đeo kính không? Thế thì hôm nay sẽ cho bạn thi đấu. Hô khẩu hiệu ok. 1, 2, 3. Hay quá. 3, 2, 1. Chưa có gì. Như vậy là chúng ta còn một lượt cuối cùng. Nếu tình huống này Nhờ Duy Mạnh mà ghi được bàn thì coi như là đội Hà Nội sẽ thắng. Nhờ Duy Mạnh. Tôi đảm bảo luôn là chưa bao giờ Nhờ Duy Mạnh cầm được quả bóng rổ mà có nhiều bạn xem như này và có rất nhiều các bạn đồng nghiệp ở giới truyền thông như này. Chúng ta sẽ bắt đầu đếm từ 5, 4, 3, 2, 1. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ Hà Nội. Đúng rồi, nhưng mà đúng rồi. Như vậy là còn 1.